Xin chào tất cả các mẹ nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các mẹ một món cháo rất là dinh dưỡng cho bé. Đó là mình sẽ là nấu cháo ốc heo cho bé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị cháo mình đã nấu sẵn. Đó là nấu cháo ốc heo và bí đỏ. Đây, cháo bí đỏ mình đã để tiết kiệm thời gian thì mình đã hầm cháo trước để cho cháo chín. Ốc heo thì mình mua về mình sơ chế. Ốc heo là cháo mà rất có nhiều dinh dưỡng cho bé, đặc biệt là đối với những cái bé mà thấp còi hoặc là biếng ăn thì mình nấu cháo ốc heo cho bé thì bé tăng cân rất là tốt. Ở đây thì mình chuẩn bị ốc heo mình mua về, mình rửa sạch với muối và mình lấy hết cái phần gân, cái phần gân màu đỏ đỏ ở trên của cái phần ốc đi thì cái ốc heo của mình nó sẽ không bị tanh nhé. Như vậy nó sẽ đỡ mùi tanh rất là nhiều và bé ăn nó sẽ ngon miệng hơn. Ốc heo tuy nó bổ dưỡng nhưng mà nó chứa cái thành phần cholesterol rất là cao, nên là cái liều lượng dùng của mình để nấu cháo cho bé cũng rất là quan trọng. Các mẹ không nên cho bé ăn quá nhiều, sẽ gây khó tiêu và để bị đầy bụng nhé. Khoảng một chén cháo như thế này thì mình dùng khoảng 2 muỗng, khoảng mình ước chừng khoảng 2 muỗng này ốc heo thôi nhé, không nên dùng quá nhiều nhé. Bây giờ thì mình sẽ làm sơ chế đến ốc heo. Ốc heo mình đã làm rửa sạch như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ dùng muỗng mình tán nhuyễn và mình ướp thêm một xíu nước mắm và một xíu tiêu thôi nhé, để mình hấp lên cho bé thôi chứ mình không dùng nhiều gia vị nhé, tại vì cháo của bé. Bây giờ mình sẽ dùng cái muỗng này mình tán nhuyễn nó ra. Cái này cũng rất là dễ tán thôi. Dùng muỗng tán như thế này ạ. Này nó cũng rất là mềm thôi, mình tán ra rồi mình sẽ mang đi hấp. Đây mình đã tán xong và mình cho một xíu tiêu. Các mẹ đừng lo là cho tiêu thì bé sẽ bị cay nhé. Mình chỉ cho một xíu khoảng bằng cái đầu đũa thôi thì mình tập cho bé ăn cái gia vị ấy, cũng rất là tốt. Mình không cho ăn nhiều. Đây mình đã tán xong rồi, mình sẽ mang đi hấp cách thử nhé. Đây là ốc heo mà mình đã vừa hấp xong. Mình hấp thì nó đã chín rồi. Cái này nó cũng rất là nhuyễn rồi. Nên nếu mà các bé mà mới bắt đầu ăn dặm thì các mẹ có thể dùng muỗng để tán lại thêm một lần nữa. Nếu mà sợ bé hấp thì thường thường mà mình lúc mà mình là tán nó còn sống thì sợ nó chưa có nhuyễn hẳn. Và đây là cháo bí đỏ. Nếu các bé mà từ khoảng 8 tháng trở lên thì mình hoàn toàn có thể dùng muỗng để tán cháo ra và để cho các bé ăn ấy. Còn nếu mà bé mới đầu ăn dặm thì mình có thể dùng qua dây. Đây bé nhà mình vẫn đang còn dùng dây. Bé 7 tháng mình vẫn đang còn dùng qua dây nhé. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Thường mình chỉ nấu với bí đỏ hoặc là cà rốt thôi nhé, tại vì cái ốc heo này nó cũng tanh ấy. Nếu mà mình cho rau vào thì nó sẽ không thơm ngon như là mình nấu với cà rốt hay là bí đỏ. Mình đợi cháo sôi lên một chút và mình cho phần ốc heo vào nữa là và mình cho dầu ăn dành cho bé vào nữa là xong nhé. Cá của mình đã sôi lên rồi này thì bây giờ mình sẽ cho cái phần ốc heo này vào nhé. Mình cho vào mình trộn một xíu nữa là xong thôi. Chứ mình không cần đun lâu nhé. Món cháo ốc heo này thì rất là bổ dưỡng. Mình cho các bé ăn thì đang còn nóng thôi các mẹ. Khi đang còn có nóng thì cháo nó sẽ thơm ngon, sẽ không có mùi tanh. Còn mình tắt bếp đi. Cháo của mình như vậy là được. Bây giờ mình sẽ cho vào đây
giúp mà các bé hấp thu tốt hơn. Giờ mình sẽ cho vào cái chén của bé. Mình nấu chỉ vừa đủ một chén một bữa bé ăn thôi. Đối với tất cả các loại đồ ăn nào cũng vậy, mình chỉ nên nấu vừa một bữa để bé ăn. Cháo thì nó rất là dễ nhanh hư và nó bị chua. Nó kèm với đồ ăn là nó nhanh chua lắm. Đây, vậy là mình vừa hoàn thành một chén cháo ốc heo dinh dưỡng nấu với bí đỏ cho bé. Video làm cháo con cháo ốc heo của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các mẹ.